Nè, cậu tuột đâu? Bạn nói gì đó, bạn nói. Chơi với bạn đi. Mai lên chơi với bạn không? Mai lên chơi với bạn là tuột cái này cao lắm nè. Đã quá ta. Đi lên đi. Qua đây là to, đúng rồi. Đó, đi theo bạn đi. Giỏi. Ở đây có mấy cái lỗ thấy được không? À. Đó, ngồi xuống nha. Ngồi xuống rồi xuống từ từ nha. Cái nào lạ là mình phải thận trọng nha. Rồi xuống, rồi, bay xuống, đây, bay xuống. Ý, đã quá, sẵn sẵn sẵn. Trời ơi, cái chân bà không dám nả mà. Không, cái này nó không có trơn. À, cái này nó không có giống như cái kia hả? Mình phải lấy chân nó cào mới đi á. Rồi lên lại, còn thang đâu? Còn thang bên kia chứ. Cái cầu thang này sạch nè, nó không có bị bén. Thép ấy mà. Nè, tụi cái này đã nè con, tụi cái này đã nè. À, tụi cái này nhanh nè, nhanh gọn lẹ mà nó nhanh, nó sướng. Thôi mới đi xa. Wow. Ủa mà mày không thử cái ống kia hả con? À, có ống luôn hả? Thử cái này nè mày. Rồi đi lên thử cái này nè. Ừ, lên tụi cái này vui nè. Vui lắm. Còn cái này vui nè, trong giường học không có đâu. Rồi đi vô. Vô ngồi. Vô ngồi nha. Vô. Rồi ngồi xuống. Rồi tuột. À đảo quá. Đảo quá. Nó không có trơn ha. Ờ nó không có trơn, cái gì cũng được. Có gì mà nó cắm đầu nó lăn cũng chẳng sao. Cái này leo lên được nè. Hình cái dãy cá đó. À. Nạn trai leo, còn máy đi nguyên vọng luôn. Rồi lên cầu thang đi. Khoái nước. Cái này coi vậy nếu mà nó trơn thì nó rất là trơn đã luôn á. Mà cái này lớn đâu chơi được nữa. Vậy cũng được rồi.